Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tuổi Mão mua xe màu gì hợp bản mệnh? Mua xe ô tô theo phong thủy hiện đang là xu hướng của nhiều người, đặc biệt là chọn màu xe. Dưới đây là một số nguyên tắc giúp những người tuổi Mão, Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão và Kỷ Mão chọn mua được chiếc xe phù hợp, đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Chọn màu xe theo phong thủy cho người tuổi Đinh Mão, năm sinh dương lịch 1927, 1987 và 2047, năm sinh âm lịch. Đinh Mão, mệnh hỏa, tuổi Đinh Mão hợp xe màu gì, nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành. Kỵ mua xe màu tương khắc với mệnh của chủ xe, xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu đỏ, màu hồng. Màu tím chính là màu bản mệnh của tuổi Đinh Mão, nếu đi xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, người tuổi Đinh Mão không bị lạc đường, dễ tìm đường, làm ăn thuận lợi. Xe màu vàng, nâu đất chính là màu tượng trưng cho hành thổ. Theo ngũ hành thì hỏa sinh thổ mà tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, tức là bổn mạng sinh ra cái xe. Xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khỏe yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ. Xe màu trắng, màu xám, màu ghi, màu trắng, màu xám. Màu ghi là tượng trưng cho mệnh kim, tuổi Đinh Mão mạng hỏa có màu tượng trưng là màu đỏ, màu hồng, màu tím. Theo ngũ hành thì hỏa khắc kim, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn. Xe màu đen, xanh nước, màu đen, xanh nước tượng trưng cho mệnh thủy. Theo ngũ hành thì thủy khắc hỏa, mà tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Xe màu xanh lục tượng trưng cho mệnh mộc. Theo ngũ hành thì mộc sinh hỏa, tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra. Chọn màu xe theo phong thủy cho người tuổi Kỷ Mão, năm sinh dương lịch 1939,1999, 2059, năm sinh âm lịch Kỷ Mão, mệnh thổ, tuổi Kỷ Mão hợp với xe màu gì, nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành. Kỵ mua xe màu tương khắc với mệnh của chủ xe, xe màu vàng, màu nâu đất. Màu vàng, màu nâu đất chính là màu bản mệnh của tuổi Kỷ Mão, nếu đi xe màu vàng, màu nâu đất, người tuổi Kỷ Mão không bị lạc đường, dễ tìm đường, làm ăn thuận lợi. Xe màu trắng, màu xám, màu ghi, màu trắng, màu xám, màu ghi chính là màu tượng trưng cho hành kim. Theo ngũ hành thì thổ sinh kim, mà tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, tức là bổn mạng sinh ra cái xe. Xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khỏe yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ. Xe màu đen, xanh nước, màu đen, xanh nước là tượng trưng cho mệnh thủy. Tuổi Kỷ Mão mạng thổ có màu tượng trưng là màu vàng, màu nâu đất. Theo ngũ hành thì thổ khắc thủy, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn. Xe màu xanh lục, màu xanh lục tượng trưng cho mệnh mộc. Theo ngũ hành thì mộc khắc thổ, mà tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu đỏ, màu hồng, màu tím tượng trưng cho mệnh hỏa. Theo ngũ hành thì hỏa sinh thổ, tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra. Chọn màu xe theo phong thủy cho người tuổi Ất Mão, năm sinh dương lịch 1915, 1975, 2035, năm sinh âm lịch Ất Mão, mệnh thủy, tuổi Ất Mão hợp với xe màu gì, nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành. Kỵ mua xe màu tương khắc với mệnh của chủ xe, xe màu đen, xanh nước, màu đen, màu xanh nước chính là màu bản mệnh của tuổi Ất Mão. Nếu đi xe màu đen, màu xanh nước, người tuổi Ất Mão không bị lạc đường, dễ tìm đường, làm ăn thuận lợi. Xe màu. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Màu xanh lục chính là màu tượng trưng cho hành mộc. Theo ngũ hành thì thủy sinh mộc, mà tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, tức là bổn mạng sinh ra cái xe. Xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khỏe yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ. Xe màu đỏ, màu hồng, màu tím. Màu đỏ, màu hồng, màu tím là tượng trưng cho mệnh hỏa. Tuổi Ất Mão mạng thủy có màu tượng trưng là màu đen, xanh nước. Theo ngũ hành thì thủy khắc hỏa, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn. Xe màu vàng, nâu đất. Màu vàng, nâu đất tượng trưng cho mệnh thổ. Theo ngũ hành thì thổ khắc thủy, mà tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Xe màu trắng, màu xám, màu ghi,
màu trắng, màu xám, màu ghi tượng trưng cho mệnh kim. Theo ngũ hành thì kim sinh thủy, tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy. Nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra, chọn màu xe theo phong thủy cho người tuổi Quý Mão. Năm sinh dương lịch 1963, 2023 và 2083, năm sinh âm lịch Quý Mão, mệnh kim, tuổi Quý Mão hợp xe màu gì? Nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua xe màu tương khắc với mạng của chủ xe, xe màu trắng. Màu xám, màu ghi, màu trắng, màu xám, màu ghi chính là màu bản mệnh của tuổi Quý Mão, nếu đi xe màu trắng. Màu xám, màu ghi, người tuổi Quý Mão không bị lạc đường, dễ tìm đường, làm ăn thuận lợi. Xe màu đen, xanh nước chính là màu tượng trưng cho mệnh thủy, theo ngũ hành thì kim sinh thủy. Mà tuổi Quý Mão mệnh kim, tức là bổn mạng sinh ra cái xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra. Chủ nhân hay bị thương, sức khỏe yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ. Xe màu xanh, xanh lục, màu xanh lục là tượng trưng cho hành mộc tuổi Quý Mão mạng kim có màu tượng trưng là màu trắng. Màu xám, màu ghi, theo ngũ hành thì kim khắc mộc, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng. Chính bổn mạng hay sinh tai nạn, xe màu đỏ, màu hồng, tím, màu đỏ, màu hồng, màu tím tượng trưng cho mệnh hỏa. Theo ngũ hành thì hỏa khắc kim, tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa. Ảnh hưởng đến sức khỏe, xe màu vàng, nâu đất tượng trưng cho mệnh thổ. Theo ngũ hành thì thổ sinh kim, tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng. Đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra, chọn màu xe theo phong thủy cho người tuổi Tân Mão. Năm sinh dương lịch 1951, 2011 và 2071, năm sinh âm lịch Tân Mão, mệnh mộc tuổi Tân Mão hợp màu xe nào? Nên mua xe có màu tương sinh hay cùng hành, kỵ mua xe màu tương khắc với mệnh của chủ xe màu xanh lục. Màu xanh lục chính là màu bản mệnh của tuổi Tân Mão, nếu đi xe màu xanh lục, người tuổi Tân Mão không bị lạc đường. Dễ tìm đường, làm ăn thuận lợi, xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu đỏ, màu hồng, màu tím chính là màu tượng trưng cho hành hỏa. Theo ngũ hành thì mộc sinh hỏa, mà tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, tức là bổn mạng sinh ra cái xe. Xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khỏe yếu kém. Làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ, xe màu vàng, nâu đất là tượng trưng cho mệnh thổ. Tuổi Tân Mão mạng mộc có màu tượng trưng là màu xanh lục, theo ngũ hành thì mộc khắc thổ. Tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn, xe màu trắng. Màu xám, màu ghi, màu trắng, màu xám, màu ghi tượng trưng cho mệnh kim, theo ngũ hành thì kim khắc mộc. Mà tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa. Ảnh hưởng đến sức khỏe, xe màu đen, xanh nước tượng trưng cho mệnh thủy. Theo ngũ hành thì thủy sinh mộc, tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng. Đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.